Minh Thủy Jewelry 3 nít nhá. Mà có VE. Chiếc này đế cao 2020. Và nó có cả pin dự phòng nữa nhá. Đẹp. Đây là pin pin dự phòng này. Pin dự phòng này thì lát nữa em sẽ test cho các bác xem nhá, là khi mình rút điện ra mà vẫn sử dụng được cái pin dự phòng để mình rót nước ấy. 2020 lông cực là đẹp nữa, mới gần như mới nữa. Đây là điều chỉnh chế độ nhiệt độ nhé. Cái này có hai mức số, chắc là mức số. Cái này là mở nước đây. Và em sẽ test cái pin dự phòng của nó này. Em sẽ rút điện ra nhé. Rút điện ra và rót nước này. Đây thấy chưa? Ba lít có VE đẹp. Đế cao 2020. Mà có pin dự phòng nữa. Cực hiếm nữa.